Đây. À, cái Nhìn này có cái chè tô nước khác. cốt dừa em hào hứng Chè quá. khác. À, có rất là nhiều Này loại chè chè. Thái. Chè Thái. Tàu tỏ. Thập cấm. Tàu tỏ. Tàu tỏ. Sương bổ lạnh. Đây. Đây tàu tên. Tức quá. Mời chọn, mời chọn. Em ăn đậu đỏ. Đó, thôi, đây chị. Mèo mèo nửa bịch thôi. Mày chia cho mấy nửa bịch. Em nửa bịch với chị. Okay. Em hãy chọn đi. Vì em sẽ chọn cái này gì đây? Thập cẩm. Thập em gọi, cẩm. Em gọi. Thôi, em muốn học thập cẩm thôi. Đậu đen. À. Rồi. Nha ăn gì? Mấy em ăn ăn hết đi, cái gì dư anh ăn. Trời ơi, nói nghe cái đứt ruột cả trời. Ăn đi. Ăn đậu đỏ không? Ăn đi, dư anh ăn sao? Tức ghê. Đây hai chị ăn ăn nửa bịch em ăn chia cái. Rồi, vậy đi cho có tình huynh đệ. Đây. Đó, rồi. Rồi ok là. Hồ nó đậm đà, đúng ngon. Cay không? Cay không? Đường lên. Chưa, chị chưa có ăn nè. Không sống nha mọi người. Má trời, thịt dai cho mọi người. Mà mỡ xăng. Đậu đắng nha mọi người. Thảo tím nha mọi người. Trời, lớp mỡ lớp thịt nè. Ai nè? Sao cho ăn đi, em ăn đi. Ăn đi. Nãy chị mới khen là mỡ ngon luôn á chị. Mỡ trong veo là đảm lắm. Toàn mỡ rồi, không đây, luôn. Đây, cho em, cho em. Mấy mày ngon lắm nè. Đang đấu tranh tâm lý á. Xạo quá, bà hèm muốn chết rồi. Không quá. Ok không? Ngon lắm mà. Chết người luôn, như đùa đâu. Ok không? Ngon lắm. Ngon đấy. Vì anh làm em xăng hổng miếng kim chi. Thì anh cho em ăn cái món cái ít đó. Miệng nhẹ. Hả miệng luôn đi cưng. Em phải đón nhận đồ ăn chứ sao em cứ... Nè. Thì món đầu tiên em ăn mà có nước mắm nè mọi người. Tức là này là lạp xưởng tươi nè. Nó nạt mỡ lẫn lộn nè. Và đây là kim chi nè. Mình làm đặc biệt á. Nè, cho quay phim ăn thử nè. Ok em gục máy nè. Ok không? Lạp xưởng ngon á. Lạp xưởng rất là ngon. Ngon. Lạp xưởng ngon quá. Nhìn mấy đứa em ăn anh hạnh phúc quá. Xong rồi hãy đi ăn qua anh gói hai cái hộp mang về kim chi hả? Tuyệt vời, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh. Em biết ăn không? Cho mẹ em ăn. Cho mẹ em ăn hả? Rồi, anh gói hết về cho. Mấy đứa có kiên bếp ga đi về không? Còn ba mấy cái cục lạp xưởng chưa nướng anh gói cho em đi. Chứ để em gì? Thì hết cho ba em là được mà. Lạp xưởng ok luôn á. Lạp xưởng ngon. Rồi, lấy chứ tới anh tặng lấy mấy cái bàn ghế xe tải đồ về luôn không? Gói về luôn không? Thôi lấy bếp ga đồ được. Xài được chứ xuống nhà bác phế liệu hả? Giờ mình sẽ gói cho các bạn đem về. Mỗi bạn một cục như này. Ăn qua mùa Tết. Hai cục đi. Cho hai cục. Đúng không thì? Ngon. Đây. Cái cách anh làm mày biết rồi đúng không? Dạ đúng.